Dạ. Ê, kêu mẹ kìa. Ê. Kêu mẹ được đâu cô lại cô? Hỏi kêu làm gì vậy? Kêu mất cô kìa. Kêu mẹ. Bữa nay kêu mẹ nữa ta. Trời ơi, kêu mẹ được luôn. Ngon thật à. Kêu mẹ được luôn. Trời ơi, hung luôn. Trời ơi, kêu mẹ hung mẹ luôn. Trời ơi, giống như trúng số luôn rồi. Nuôi nhỏ lớn hả? Trời ơi, mừng quá, mừng quá. Giá trời giá trời giống tỉnh lên cái. Tối ngày nay đêm nay qua đốt nhang trong nó giấy. Giấy ông xã mình coi. Mới nói có mấy tiếng rồi kêu mẹ. Kêu nó xuống lại. Kêu mẹ cái lại hung luôn trời. Lại giấy nè. Giấy ông xã mình coi. Ê, bữa nay với kêu mẹ là chạy kêu giật bệnh thôi. Kêu mẹ ngọt sớm luôn. Kêu mẹ hết hồn luôn. Kêu mẹ ngọt sớm mà lại hung nữa chứ. Sợ nắm đầu giống bữa trước chết rồi giờ thấy nó nắm kéo vô. Cô hồi hộp. Nghe chân ở cửa này sợ giật cái luôn, đường đâu chạy kịp. Ê, bữa nay với kêu mẹ đâu nữa. Kêu mẹ mà lại hung mẹ nữa chứ. Dạ em Tài, Nguyễn Thư Kỳ Giang xin kính chào quý ông bà cô chú. Thì hôm nay em Tài đến đây để cập nhật lại tình hình mà sức khỏe của anh Tài. Thì anh Tài là hiện giờ anh đang bị xiềng xích trong nhà gì nè cô chú anh chị. Mình không hiểu nguyên nhân từ đâu mà ảnh lại như vậy. Thì em có hỏi người nhà thì người nhà có nói là ảnh hồi nhỏ thì anh chỉ hơi khờ thôi à. Hơi khờ. Rồi sao tự nhiên khoảng cỡ 1-2 năm nay là bắt đầu ảnh lên cơn. Lên cơn là nhà cửa bây giờ là đập không còn gì hết trơn cô chú anh chị. Phía trước này là cũng có đóng đầy đủ hết trơn luôn mà ảnh đập văng ra hết luôn. Thậm chí bây giờ là ảnh đập tới tôn. Tôn bây giờ là không còn gì hết luôn. Mấy cái vách tôn bên đây là ảnh đập là ông bà cô chú coi nè. Gách hết trơn. Banh tôn hết trơn luôn. Đây nè. Dạ, chào cô. Dạ dạ. Cho xin phép quay đoạn này xíu cô. Trời ơi. Hôm nay có tháo khóa cho ảnh không? Quá trời anh xích cái chừng ở ảnh này nè. Ơi, anh ơi. Anh Tài ơi. Có quậy dữ không cô? Hôm nay quậy dữ không? Quậy dữ lắm hả? Tối ngày ngồi gì nào cô chú anh chị? Thấy nhà cửa gì là đập banh chành gì hết trơn là biết rồi. Quá xá nhà. Dạ. Cái này nghe nó quỳ lại rồi kêu tiếng con này con kia đâu nữa cô. Thôi ngộ vậy ta. Gì hả? Làm con heo là làm sao? À kêu ọt ha. Sao kỳ ta, ngộ ta. Bị gì lâu chưa cô? Cái tiếng mà kêu con chó con heo á. Ba bốn bữa nay là bắt đầu phát ra vụ đó ha. Dạ, còn dạ dạ bữa trước lại thì không có lại thì ảnh cũng cừ quậy quậy chút đỉnh nè. Dạ dạ. Trời ơi. Chó sủa nữa hả? Hồi đó có ăn động vật gì dữ không? Chó mèo gì có ăn dữ không? Ít hả? Mà vẫn có ăn ha. Nó trời cười luôn rồi nè. Hồn nhiên vui vẻ quá ha. Nhìn ảnh. Thôi khi nào bị nhức răng gì không biết nữa nè. Không, nó mặn mặn vậy chứ hồi nãy đó. Ơi, sao vậy? Sao bể răng vậy? Xích cái chân ảnh rồi nè. Muốn tháo chân ra không anh? Anh ơi, muốn tháo ra không? Tháo được á, ảnh mặn anh cũng rậm nhưng anh cũng muốn tháo nè chứ. Dạ. Nó. Làm như cũng muốn tháo đó. Ủa cái này mà vuột ra tóc chạy nha. Chưa chạy vuột á, bắt nó lại rồi đó. Ủa chưa vuột ra hả? Vuột ra đó, bắt lại nó chói lại nữa. Ủa sao để tới vuột dữ vậy? Sao mà nó mặn, sao mà nó vuột không biết nữa. Là từ mở lên luôn. Rồi đầu là có gượt ai không? Không, chạy ra sân nè, chạy ra sân là bắt được rồi. Dạ. Yeah. Ai dám đè bắt vậy? Trong khi đây phụ nữ không nữa. Trong nhà đó nó mới là vô hàng.
Dạ dạ, vậy ha. Trời trời, cái này mà nửa đêm mà vụt ra rồi mình không hay sao trời. Hết tội nghiệp. Nói chung là ảnh chưa từng quýnh ai ha, chưa từng phá gì của ai ha. Dạ. Bây giờ chỉ có cười với kêu tiếng động vật con này con kia. Dạ. Làm chó, làm heo, làm mèo. Kìa, làm như ổng đón ai vậy á. Ổng kêu đón ai vậy á. Dạ. Ờ sao mà thấy nhìn lên cái bàn thờ của cha nó ảnh phát tai hoài ta. Lại nữa hả con? Lại. Kìa kìa. Nó làm như là ổng muốn làm gì vậy? Ừ, nhìn vào di ảnh của cha. Phải không? Phải tấm hình cưới đó có phải có cha ảnh không? Mấy tấm hình cưới trên đó. Không có hả? Đi chùa, mấy chị em đi chùa. Dạ dạ. Ôi, ôi, ôi. Thôi lại lại rồi, quỳ lại nữa rồi. Hả? Thì, kiểu như thấy anh quỳ lại như là gian xin tha thứ cái gì đó, thấy dơ dơ tay lên. Không có nói chuyện dạ. Ôi, ôi, tội nghiệp quá trời rồi. Anh ơi. Anh ơi. Anh ơi. Hả? Rồi gì rồi sao cho nó ăn cơm được? Hồi chiều giờ cho ăn chưa con? Mới cho ăn rồi ha. Bữa nay con tính xuống quay cho anh ăn cơm thử bằng cách nào đó mà tay xuống nãy giờ mắc mưa, đục mưa cả cái tiếng ngoài hồ. Dạ. Đúc là chịu ăn không? Dạ. Thì cũng đỡ. Rồi tối nay sao mà anh giờ tới anh đập bánh này cho được hay ta? À, dở dở tấm vạt thụi ra ha. Ở trong nhà mình có đèn không con? Đó, đó mà mở cái đèn lên cho con. Ở đứt tay nha. Ôi, ông gờ lên tới luôn. Hả? Quá xa. Nè, cái cọng dây xích nè cô chú anh chị. Nè, cọng dây xích câu vô cái cửa. Cái cửa xong rồi mới câu qua cái giò như vậy. Câu vô. Hồi sáng là vụt ô phá hay là vụt dây xích? Ừ. Dạ dạ. Rồi lại lại nữa, lại nữa. Lại nữa. Lại nữa. Ờ, mặc áo vô, đúng rồi, mặc áo vô cho mát anh ơi. Mặc áo vô ơi. Dạ, bận vô ba cái xé chưa, không còn nào hết trơn. Cộng dây xích này là con nghĩ vuột là vuột ổ khóa chứ làm sao mà vuột dây xích này được. Cái vuột ổ khóa hồi chiều tại chi về á, vuột đi ra tới một xanh á, chị mới về về đó, đi qua cái kia mới chi đâu. Ờ biết lột nút rồi, lột cái bình thường quá nè. Rồi coi mặc áo coi sao đây. Mặc áo vô thưa ơi. Cái lưng bữa nay lành này có chú ở mà Đồng Tháp ổng gửi cho thuốc sức mà chưa tới nữa giờ cái lưng lành này. Ổng mới điện có 2 ngày nay à. Ờ, thấy nha. Nghe nó sức rồi, nó sức kém rồi. Dạ. Ổng hai là ổng hai. Quay lại con. Quay lại. Rồi để cho ổng mặc. Rồi lộn ngoài, lộn ngoài. Rồi lộn ngoài, lộn ngoài. Lộn ngoài. Lộn được rồi. À, dây xích quấn lại hết trơn luôn ông bà ơi. Rồi chú ơi, dây xích quấn lại hết trơn luôn nè. Lộn mà. Cười hoài vậy hả? Mấy cô né né sau lưng con nha. Có gì con chạy là dứt mấy cô đó nha. Thiệt ra. Con phải đi tới đi lui mà lỡ à. Có gì là con tóc chạy là dướng mấy cô đó nha. Con đang quay phim không thấy ở sau lưng à. Rồi nhắc ma, nhắc ma kìa. Nhắc ma ai vậy anh? Từ hồi bữa con xuống bữa nay là cũng 4-5 ngày là cô xích hoài vậy, không có buông hả con? Không có dám mở đó. Dạ. Mở đâu.
Rồi vậy là cô xích khoảng bao lâu rồi? Tính ra là xích trước, cậu xuống là đâu 4 5 bữa gì vậy đó. Dạ. Yeah. Có nghĩa là 10 ngày ha. Giờ tính ra xích là ảnh lại cũng 10 ngày. Trước đó là không xích ảnh là ảnh sao? Cứ chạy đi phá hoài ha. Dạ dạ. Không xích lại thì buông ra là cứ chạy phá, gặp xe ai có chìa phá là phóng lên chạy. Chạy rồi té cái lưng vậy đó cô chú anh chị. Không có chìa khóa cũng lấy luôn. Phóng lên ngồi phóng xuống chứ sao chạy được. Qua sao? Nếu mà mình làm dây xích dài ra thì ảnh đi tới lui ảnh phá à. Cho nên mình xích còn dây xích này nó hơi cục à. Thì bởi vậy nếu mà dây xích dài ra là ảnh phá đồ đạc trong nhà hết luôn. Dạ. Ảnh ăn cơm đâu được không cô? Ăn ngại ngủ không được ha. Ban đêm đồ quậy dữ không? Vậy hả? Không có mặc đồ luôn. Rồi ban ngày? Tùy theo lúc ha. Dạ. Anh Tài ơi, hai anh em mình cùng tên đó. nói cùng tên ai không cười chứ nè. Thấy không? Anh ngứa cái lưng ảnh là anh gãi rồi. Yeah. Hey. Qua xa cầm dây xích nè. Nó hơi ngắn quá trời, còn nếu mà dài ra. Dài ra thì sợ cũng lại tới cũng đập đồ quá. Dạ. Nó cũng quấn vòng vòng ha, tại do đi tới đi lui nó cũng. Đó đó đó, ông tháo ổ khóa ra nữa rồi. Sao mở ổ khóa cách sao đâu mở em coi ơi. Mở cách sao anh mở ơi. Đó, ông mằng ông là mở ra kìa. Ừ, bẻ ra đó chứ không phải không bẻ đâu nha. Cái này mà ruột ra là tóc chạy nha. Anh Tài ơi. Đây nè. Đây, hello. Đẹp trai lắm à. Nhìn thấy đẹp trai lắm chứ bộ. Anh Tài ơi. Ồ, quá. Qua xa rồi, mở dây xích ra. Tìm chỗ mở. Ban đêm la làng dữ không cô? Không la làng, chỉ cười vậy thôi nha. Đập đồ vậy thôi à. Rồi làm gì ô phá muốn vuột ra rồi thế vậy ta? Làm gì ô phá muốn vuột ra thế vậy? Thôi thấy vậy chứ thủ tướng chạy chứ dễ gì. Quay rồi lấy bỏ vỏ. Ổ phá mà vuột lần tóc chạy liền chứ dễ gì. Nói chung là ông này cũng hiền. Ổng mặc dù cũng bệnh gì chứ ông hiền, nhầm người ta quậy dữ lắm nha. Ta đập đồ dữ lắm mà. Dạ. 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 Ngứa rồi. Nhào lên, nhào xuống, đập phá vậy thôi. Lúc trước con cũng có cắt cho cái anh ở bên gò ao bển một cái nhà riêng. Anh cũng xích vậy đó. Mà lúc đầu tiên là anh xích ngoài chuồng heo á, nhà bà con ta bỏ trống gì đó, rồi ở sau hè có chuồng heo. Rồi cha anh mới xích, anh bỏ anh ngoài á. Thành ra càng ngày anh càng nặng hơn. Rồi khi đó anh cắt cho cái nhà xong rồi đem về nhà, không biết sao lúc trò chua trong chuồng heo xích có con giò
chở về nhà mới xích hai giò luôn. Mà ở thời gian trong nhà mới đó rồi từ tỉnh luôn, giờ đi công ty làm bình thường. Dạ. Cũng như cái miệng thần kinh mà thanh tịnh đó thì tỉnh tỉnh lại. À, biết niệm Phật nha. Dạy niệm Phật đọc hết trơn bài chú Đại Bi luôn. Thằng này chắc độ vậy đó cũng được á. Đọc từ từ cái đọc từ từ mấy anh em kêu đọc chú Đại Bi rồi đọc niệm Phật từ từ sao mà do cái duyên ảnh hết hay sao mình không biết. Về nhà thời gian với ở trong nhà thoải mái hơn ở chuồng heo. Tại ở ngoài chuồng heo mũi dữ lắm. Mà chỗ đoạn đó đoạn nhà hoang vắng nữa, không có ai, chỉ có cái nhà đó ta bỏ hoang rồi thì ở sau hè có chuồng heo gì rồi nhốt rồi bỏ ngoài đó. Thấy tội nghiệp lắm. Mà bây giờ xây cho cái nhà xong đâu đó im xuôi trơn rồi là hết bệnh luôn. Xây cái đem về là chưa hết bệnh liền, về quậy dữ lắm. Thấy vậy xích hai giò luôn. Đập phá văng ra ngoài người ta mới xích hai giò. Mà sao thời gian sau hết bệnh luôn. Không, mà ông này là ông này nặng hơn ông kia. Ông kia là nói chuyện bình thường, mình hỏi gì trả lời nấy à. Mà cái thằng cái ông kia á, ông kia là tinh hạnh, cái ông kia là ổng cái tánh ổng cọc hơn ông này. Nếu mà sốc sốc là ổng chém luôn đó. Còn ông này thì thấy cũng đỡ nè. Găng làm như đau cái gì thấy mất mất. Găng sao vậy anh? Hả? Găng sao? Dạ. Rồi rồi cái lưng. Cái lưng nè, quá xa cái lưng luôn. Bớt rồi đó, cái lưng hết rồi đó. Dạ. Kiểm tra dây xích thì có cái mắt nào bị ruột đó không? Không sao. Mất tóc cạo râu đâu được không ta? Nói tới cái gà ông râu liền nha. À, thấy giống ông tỉnh quá gì không? Khi nào ông giáo bộ không không? Cạo râu nha, kêu thợ lên hất tóc cạo râu nha. Ông thợ nào mà dám lại hớt con thợ đó cũng dữ rồi. Không, cạo bằng máy á. Cạo bằng máy thì nó không sao. Dạ. Ê, cạo râu ha, kêu thợ lại hớt tóc cạo râu cho nha. Đẹp trai cứ vợ ha. À. Tối ngủ có văn mùng không cô? Giờ văn mùng ảnh có quậy phá đập đồ gì không? Các cô đi ngồi 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 đây hết đi, các cô ngồi đi chơi đi. Dạ dạ không có xé mùng ha. Đây là bà con à, chiều chiều có lại chơi gì nè. Ôi 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 làm gì rồi. Thôi nó phát tay vỏ. Phát tay vỏ. Dạ. Cô kẹp đi thôi. Cô thường lại đây chơi không cô? Cô chiều nào cô cũng lợi. Dạ. Cô thấy vậy cô tội nghiệp, chiều nào cô cũng lợi chứ. Dạ dạ. Bữa nay đi mắc mưa. Mắc mưa quá à trời, vừa lại đây xíu là mưa liền. Dạ tới dạ. Tới giờ luôn đó. Ừ. Con nghe nói gì mà làm tiếng chó tiếng heo gì quỳ lại la làng gì quá trời luôn đó. Hồi cái quá dạ. Ờ chấp lại rồi dạ. Hồi cái bò ột cho nên làm chó dạ. Làm heo rồi nó làm con mèo nó lớp chớp dạ. Chớp ừ làm gì đó quỳ cái này nè là đó. Bữa đó là Út nó cho cái miếng giấy căng tới đây luôn nè. Dạ đúng rồi mà cột cái đó ngay chân cái đó mà nó trường ra dài gì nó gứt nó dục hết trơn luôn. Dạ nè, xé cái chân này nè, ở xé cái chân đó chứ bữa không cô Mai. Bữa nó Út có gửi giải lên là cô Mai cái này hết chân luôn á. Dạ. Ừ. Đây là miếng giải này là anh Út có nói yêu thương gửi. Đó, ừ. Gửi cho để mà che lại những lúc mà ảnh cởi đồ ra ảnh đi lăng bang thì cũng có miếng giải này cũng đỡ. Ừ. Cái gì vậy nó? Cái miếng giặt này không phải nó chồng lên gì đâu, mẹ nó lấy dựng ở đây nè, nó mới quậy nó đập nó khiêng xuống đó đó. Dạ. À, rồi cột lên nó gịch như vậy. Thôi đừng dở, ừ. Nếu mà giờ cô dở nó. Ủa đâu hai miếng vậy? Thì đó nó gỡ nó đập xuống đó. À có nghĩa là mình kiếm ở đâu ra thêm một miếng nữa để mình dựng lên đó nha. Miếng giặt của mẹ nó ngủ ginh ra. À ủa gì hả? Thì cái giặt thì nó có hai miếng. Mẹ nó lấy miếng dựng đây cho nó nè. Dạ. Mới giật ginh xuống đó. Vậy là miếng giặt đó miếng giặt của mẹ ngủ bên trong. Ừ của mẹ ngủ. Ờ. Nó đập banh rồi mới lấy miếng giặt mẹ nó dựng đây nè cho nó đừng có lên đứt tay, sợ nó đứt tay. Dạ. Rồi giờ nó gịch nó gạo quậy xuống đó. Lủng tôn hết trơn luôn. Ừ lủng tôn hết trơn luôn.
con tao mà bị xiềng xích gì là khổ quá khổ. Bởi vì cũng một kiếp người, không hiểu sao anh lại vậy. Bởi vì sao anh lại vậy nó cô chú như vậy. Mình cái này có bị sốc tâm lý gì nặng không ta? Thường thường ở nhà đầu hồi đó ảnh có quậy quạng gì rồi mình gầy la quýt đập gì không? Không có chuyện gì thay thiện vậy đó. Dạ. Nó không có làm cái sự. Hồi nhỏ thì cũng có cái tâm trạng là khờ khờ rồi trước rồi ha. Ừ, nó khờ khờ. Dạ. Rồi mình nghĩ con mình khờ thôi chứ đâu có nghĩ tới lớn lên nó nông nổi cái này. Cái giấy ra viện hồi nãy cô coi á thì cũng như lúc nhỏ thì chậm phát triển. Dạ. Thì đúng rồi đó. Rồi bây giờ á thần kinh khẩn cấp. Thần kinh khẩn cấp. Khẩn cấp mới để chị mới thấy thì mới coi giấy ra viện. Ừ. Dạ. Thành ra giờ nó vậy đó, nó khẩn cấp. Nó quá trời đột ngột nó phải vậy thôi. Ừ. Chứ hồi đó thì nó cũng khờ. Nó sủa rồi, sủa rồi. Sủa rồi đó. Sủa rồi. Ừ, nó còn sủa. Như anh có cái niềm vui hay sao mà anh cười suốt. Có người ta khóc, có người ta buồn, khóc. Có người ta vẫn trầm tĩnh bình thường. Nhưng mà làm gì không? Trời ơi, thích cái giò không? Rồi ông có chụp cái gì ông chọi cái là tiêu luôn à. Có cái gì trơn á, dọn hết trơn rồi. Dẹp hết trơn rồi. Đâu có dám để cái gì gần nữa đâu. Nó lấy cái gì thì nó làm bạch banh cái đó. Thấy ảnh dòm dòm lên mấy tấm hình đó, anh phát tay thôi. Ê, lấy ghế kìa, đó. Ôi. Gì hả? Cái chọi cái tiêu luôn à. Không mà thấy mình lên đây cũng cười hoài đó chứ. Dạ. Ừ. Còn nếu mà mình ít có người thì làm như hơi quạo hơn hay sao? Mà cười mà không giống cười vậy. Dạ. Có lúc mà cười buồn lắm. Có bữa trời nắng cô lại đây, bữa đó nắng cô lại đây là con mắt nó ngầu lên nó làm thấy sợ lắm. Dạ. Bữa nay trời mưa nó đỡ đó. Dạ. Bữa đó cô lại đây thấy nó ngầu ghê lắm. Cô không dám vô nhà luôn mà cô đứng ngoài đó luôn á, cô không dám vô nhà. Tự nhiên là nắng cái làm như thần kinh nó căng thẳng hơn. Ừ. Con mắt nó đỏ ngầu, nó vàng khè lên mắt, cô thấy sợ cô đâu dám vô. Dạ. Bữa nay trời mưa mắt nó trắng lại. Cô có người con gì chắc buồn dữ hả cô ha, cúi gan rối ruột luôn ha. Buồn chứ. Dạ. Nhưng mà tại vì cô biết sao không, ở trên mạng người ta coi, người ta thấy cô hay cười. Người ta nói cô sao mà con cái bị vậy mà hay cười, nhưng mà thật sự ra là cô cũng nói này cũng xin lỗi cô hơi hô một xíu. Thành ra là cô nói chuyện giống như cười vậy đó. Dạ. Trời ơi, khi người ta nói cô con cái bệnh mà khi mà hỏi cái cô cười không à. Nhưng mà thật sự biết sao giờ không lẽ khóc là làng. Đâu phải. Dạ, buồn chết luôn chứ. Đâu phải cười đâu. Dạ. Khi mà nhìn video, trên video thật sự là thấy cô cũng hay cười thiệt. Khi hỏi tới cô là cô hay cười. Đây nè. Thử thời có người con giống gì sao cười nổi nhưng biết sao giờ. Tại có mình nó vậy chứ còn không có thì nó ngồi nó cứ gỗ đó, cô lại bất ngờ hoài thấy ngồi cứ gỗ đó. Dạ dạ. Ừ. Người gãy đầu. Thì có nhiều đồng hoài tới vậy. Bộ hổm ông ổng chạy xe ổng té mà không ảnh hưởng tới cái đầu cũng đỡ ha. Té nào. Cái đầu không có đập xuống lộ cũng đỡ à. Ừ. Nhiều lên á. Hoài vậy đó. Mà nói chứ lỡ bữa đó đập xuống chuẩn tỉnh luôn cũng chừng. Đập cái đầu xuống tỉnh lại liền. Em đi quay mà nó chuyện vậy là kêu tỉnh chừng sao rồi đó. Còn nhiều khi thấy nói chuyện cũng thấy vui duyên mà lại thì mình chia sẻ cái hoàn cảnh gì thôi chứ giờ biết sao giờ. Lẽ lại đây quay khóc. Anh ơi. Yeah. Rất là ngon. Xây mặt qua coi. Xây mặt qua cho cậu coi kìa. Trời, cậu chụp hình đẹp hết sức kìa. Quay qua đi con. Tài à. Quay ra đây nè con. Xích cái giò cái chân ảnh gì nè. Rồi đó. Hồi nãy kêu vô kiếm chuyện khác rồi. Chơi theo kiểu khác rồi. Cộng dây xích này thấy mỏng manh là cũng chất lượng nha. Tại vì cái này là nó chỉ móc méo kết nối thôi nha. Chứ nó không phải nguyên cộng mà hàng nha. Cộng này mà giật mạnh chừng nó bung đó. Nó hở cái mối ra đó. Dạ. Bẻ câu vô thôi. Cái này là chỉ bẻ câu vô không à. Có khi nó dẹt. Dạ. Nếu mà không chịu quậy là dẹt đó. Sao không xích cái cộng dây mà lòn ra ngoài khỏi cái bùi dẹt đó. Nhiều khi anh cho anh đứng cho thoải mái tí xíu. Cô cũng kêu nó vậy đó, mấy gàng đeo nó đi không mở được á. Sao nó đừng có chạm vậy coi. Dạ.
kể cho anh ra ngoài nghỉ cái mé này chút đỉnh không sao đâu, chứ để giờ nhiều khi anh muốn đứng ở dưới đứng không được. Ừ. Mình xích lòn lên bụi vẹt gì anh đứng không được. Kệ đi, cho anh thoải mái xíu đi, cho anh ra ra ngoài này chút cũng không sao đâu. Xích lại chân cái góc chổng ở chỗ chị nói nha, cho nó đứng hai giò xuống. Thôi thôi. Trời. Chị mở là em giọt trước rồi. Nghe nói gì vậy? Ê, ngước mặt lên cho cậu quay về cho đẹp. Ờ, đó một vết thương nữa kìa. Ngoài đâu coi. Biết cho bài cô gái đẹp hết. Không phải đang đang làm kiếm vợ cho mở đó mà cũng cái đầu xuống nó quậy. Mới được cái áo khác nữa. Trời ơi, quần cách te tôi hết trơn rồi ông ơi. Lôi hai cái túi cột chung lại. Dạ. Ừ, xé hai cái túi ra. Đó, nắm bên này, nắm bên kia cột lại. Rồi gỡ cái mài cũng ăn luôn. Đó, hai túi đó đó, cột lại. Dòm gì sao trong buồn vậy ta? Hay vui vẻ cũng được nè, cười cũng được chứ sợ sợ đập phá quá. Không có đâu. Khô à, nó, hồi lúc ấy nó tối ngày nó không có nói chuyện với ai chứ. Hỏi bằng tài nói chuyện được một tiếng cũng hơi khó à. Dạ. Nó lâu lên cơn rồi mới đập đồ chút đỉnh vậy chỉ thôi. Chỉ đập đồ thôi, cái gì cũng đập hết trơn á. Với lột quần áo hay trần trồn ra, lát quần vô, lát cổ ra. Đập tôn đồ bể hết trơn luôn. Bể hết trơn, tôn bỗng gì bể hết. Tôn gãy hết. Kìa tháo miếng dán này nè, tại nó để miếng vạt nó xuống cho dở miếng vạt lên, nó tháo hai miếng luôn. Nó tháo hai miếng vạt thục. Tháo vạt thục. Ừ. Ừ nè, thành ra chồng miếng vạt kia lên vậy đó, chứ hai miếng vạt dưới nó xức ra hai miếng. Kéo ra thục vậy đó, còn gì đâu. Trời ơi, quỳ nữa. Chừng chợt té nghe. Chừng chợt chơi là té đó con. Té đó. Anh ơi. Ờ, ông bà cô chú thấy tội nghiệp anh không? Tối ngày là chỉ nhiêu vậy thôi đó ha? Nhiêu đó, làm gì hoài luôn đó. Dạ. Nó làm như khỉ vậy đó, nó không có ngồi yên chút nào hết trơn luôn á. Dạ. Bữa nào cũng lợi ra chân mà cô lợi từ hồi trời chưa mưa giờ mà cô ngồi đó cô nhìn qua thử coi làm sao mà nó không yên luôn đó. Nó không có ngồi yên phút nào hết trơn luôn. Bò lên nó bò xuống làm như chắc trong người nó bức ướt vậy lắm. Dạ. Nóng nảy nó bức ướt nó bò tới nó bò lui nó làm đang làm gì đó chứ có cô nào nhắn tin ở trên mạng mà kêu lên ông thầy nào ở Long An hay là ở Núi Cấm gì quên tiêu rồi. Lên trên đó mà là người ta sẽ chịu hết mà sao đưa lên đó được giờ. Có sợ ai đâu mà đi lên xe nó tông banh xe luôn. Chỉ không, có cái ông công an, mượn ông công an bữa hổm đi ra ngoài cũng nhờ ông công an đưa ra ngoài bệnh viện. Có công an để em Google. Thì bởi vì khoảng sau mình mượn. Mà nếu mà đi thầy đi bà thì công an ta đâu có chở đâu. Công an nó đâu chịu. Dạ. Ừ, mà nó sợ công an mới lên xe được thôi. Dạ. Ừ. Mà đi bệnh viện thì nhờ người ta được đó. Dạ. Mà mình nhờ đi thầy là chắc người ta không chịu đâu. Đi bệnh viện thì nhờ công an đi đưa đi được. Ừ. Dạ. Ừ. Giờ làm sao mà chở nó đi được. Bởi vì con không biết sao giờ. Cái này lên núi tôi cảm thấy nhờ ơn trên độ nó cũng được. Tại vì cũng có người ta đã bị giống như gì nè, có nặng hơn nữa đó mà người ta đã hết đó. Ừ. Nhiều khi anh này anh có mắc một cái lỗi gì đó. Đi lên chảnh thì gì hay là sao con hay lên chảnh ở đi. Người ta chỉ gì thôi chứ mà lên chảnh là thầy đó coi như thế nào nữa mình ta mới quyết định được chứ mình đây mình cũng không đâu có biết được là mình đi hay về làm sao đó. À, cưng nhắn cũng như cưng trả lời lại là giả sử như đi lên tên trái chỉnh rồi coi cái tuổi cái tên cái họ nó rồi coi cái thế nào rồi chở nó lên được không thì để con nhắn bên cái đó lại với bên đó lại thử coi sao. Mình coi đâu đó nhắm người ta khả năng những người nào người ta nhận bệnh là người ta làm hết. Dạ, dạ. Còn người ta không nhận thì thôi chứ để chở lên chỉnh rồi cái chở gì lần khó dữ lắm luôn. Dạ, dạ, dạ. Xe cộ gì anh đạp anh cửa anh bảo hết trơn chứ nhờ người ta khó lắm. Dạ. Thế là nếu lên đó nếu chở nó đi thì cũng phải xiềng xích ở trên xe mới được chứ đâu có là để cho nó đứng ngồi bình tĩnh mà nó ngồi được. Cái này mà một bao xe riêng á. Bao xe riêng. Ừ. À. Dạ. Rồi mình phải xiềng xích đó. Theo nó nữa đó. Nhờ mấy đứa mấy người đàn ông á theo giữ nó hai bên mới được. Đằng nó nhảy ra đằng chụp nó đồ này kia mới được chứ còn nếu đàn bà không thì thua rồi không có làm gì được hết á. Tướng này mà lên xe khách chắc không ai dám đụng. Đi xe khách nhiều nó cũng được đâu. Vừa bước xuống nó chạy mất tiêu không biết đường đâu kiếm đâu. Xe bao đi xe bao mới được. Lên xe khách chứ không ai dám ngủ không ai dám ngủ với nó đâu.
Tao thấy nó làm tao sợ gần chết rồi. Dạ. Cởi ra nữa nha. Cởi ra nữa anh, mặc đúng rồi. Không đâu, bận cái áo không quá 10 phút. Dạ. Đây nè, mình ngồi đây là còn cầm đó đó chứ không thôi bỏ đây giục ra đây rồi. Dạ. Giục ơi. Anh quần áo nhiều không cô? Mấy bộ gì mấy bộ hả? Rồi, đốt rồi cô, đồ cô nhiều không? Đồ cô nhiều không? Cô cũng đâu có đồ rạc gì đâu. Nó dạ. Chưa có thiệt. Sắp tới phân cỡ từng đổ lợi có mạnh quân xuống đây cũng chở quần áo xuống nhiều lắm. Thông báo cho bà con nơi đây ai có cần quần áo thì cứ lại lấy. Quần áo cũ nha, nhưng mà cũ là nó cũng vẫn là đẹp chứ thôi. Dạ người ta ở chợ đó, người ta chỉ mặc qua vài nước là người ta cũng bỏ, hoặc là người ta mập lên hoặc ốm lại gì đó là người ta mặc không vừa nữa người ta bỏ. Đồ cũng đẹp lắm. Rồi bên nghệ sĩ Ân Phúc chở về là mấy chục bao đó là ta lấy hết trơn. Vậy đó hả? Dạ, ta không có bỏ nào chứ. Bởi vì ở trên mà mặc nước hay nước ta bỏ hết rồi. Dạ, đồ đẹp ba nước ta bỏ rồi. Thì bên cạnh nó cũng vẫn cũng có đồ cũ, đồ xấu cũng có, nhưng mà đó thì mình nếu mình ấy mình đi ruộng. Mình lựa. Cái nào chúng ta đã lựa đồ ra cho mình thì đồ đẹp không à? Cái gì? Cũng tùy theo mắt thẩm mỹ của mọi người để nhận bộ đồ nữa. Nhiều khi Mạnh Thường Quân ta thấy đẹp nhưng mình thấy không đẹp. Không đẹp mình không nhận. Để cho người khác ta thấy đẹp ta nhận. Đó. Chứ đừng có nhận rồi về bỏ tùm lum la tội chết á. Đúng rồi. Chắc đồ nó cũng còn bao nhiêu đâu. Hôm dài xé nhiều dữ lắm rồi. Xé chân. Có lựa riêng ra cho mẹ của anh Tài là nhiều lắm. Cô đó có nói là lựa cho nhiều lắm. Đây một cặp đồ nha, em có tới nhận năm sấy ngoại đốt mà. Đồ của mẹ nó. Em sáng em đi ngoài em thấy một đống đồ nó đốt. Ai mẹ nó đốt đồ mẹ nó. Ủa gì hả? Sao đốt? Nó gom gì nó có chưa tiền đó, tại nó gom nó quẩy đi đâu có mẹ đâu có hay. Có giấy tờ gì không? Không có giấy tờ gì. Quần áo không quần áo mẹ nó ngoại á, chị ngoại thì thấy. Vậy là lúc đó ông này cũng lên cơn rồi vậy. Lên cơn rồi mà nhà chưa biết. Dạ dạ. Không biết á. Mà nhà chưa biết, chưa phát hiện. Dạ, thôi lỏng không khóa gì nha, chứ lỡ gì cái đây nít không, xuống này đâu dưới chục đứa nít đâu. Đó, bữa hôm nó bu lại đó, chục đứa. Không quay mùng mền chứ gói đốt hết trơn luôn rồi, mấy quận vậy rồi. Đốt rồi cái bắt đầu hả cho tiền cái mua lại làm nữa. Dạ. Này người ta cho, cô không gài vậy rồi đâu có đi bán giấy số gì được đâu hả cô? Bán được đâu. Dạ, rồi bây giờ mình tính làm gì giờ? Dạ dạ. Rồi tiền đâu mà mình sinh hoạt rồi mình lo ăn uống cho hai mẹ con đây. Nhờ qua bữa đây chú cho đó. Dạ. Ăn tới nay. Dạ. Rồi sắp tới nữa rồi mình tính sao? Nhờ mình thầy nữa chị. Dạ, nói chung là nhờ bà con xóm ghiền anh em đi ha. Là cái ai cho được gì thì mình ăn nấy đỡ chứ biết sao giờ. Lê lết qua ngày vậy đó. Dạ. Có gì đâu ăn. Hôm qua cô đi trên chùa cô cũng xin trái cây đó. Củ quả đó gì cái để cho ăn cũng được hai ba bữa gì đó thì cô ít lòng nhiều ngẩn ít ít cho chứ cũng thấy giờ ở khúc này người ta cũng không có làm gì mà được. Còn ghế nào nữa không? Nhiều. Chứ cô này phóng lên đó ngồi chung cho vui. Cái ghế này nè. Nói cái ổng nhắc cái ghế vô liền nha. Trời ơi chị mà nói ổng gì vậy? Ổng ngon lành luôn á chứ. Kêu ngồi kế anh Tài không dám ngồi. Đây là bà con ở sớm mà thấy gì ta cũng lợi để mà chia buồn tiếp. Nói chung là lợi để hụ hỷ. Ê cắn kỹ răng nha. Hữu hỷ tiếp người nhà chứ biết sao giờ cô chú anh chị. Ây. Ông có ngày ông không dòm vô mới bằng thợ ông phát tay. Phát tay. Rồi sủa. Rồi chắp tay. Chắp tay rồi lại để xá. Xá rồi bắt đầu đập, phá, làm heo, làm chó. Có nhiều làm hoài tới với chúng nói chuyện ấy. Có biết nhiêu đó thôi à. Bị ngày thường thì nó đâu có được mà khôn lên như đứa mỗi đứa nít khác phát triển mỗi đứa nít khác đâu. Nó khờ sẵn rồi. Rồi nó mở kìa. Thấy mấy cái mối đó là mối cầu vô không rồi ha. Mấy mối này là coi chừng ống vuột ra được đó nha. Sao bữa nay vậy đặt xe cái đó hoài vậy Tài? Hả? Phát triển mà. Bữa nay phá chỗ này mới phá chỗ khác chứ. Đãi trong cái giấy đó để đó. Là nó phát triển càng ngày càng nặng mà. Càng ngày càng nặng lên ha. Càng ngày khẩn cấp mà. Để khẩn cấp. Dạ. Giấy bệnh viện đưa về đó. Dạ.
là cái bệnh gì à? Nãy đọc cái giấy đó. Nó là lâu lớp mới hết á. Ừ. Dạ. Cái dài lắm mới hết á. Nãy để thời gian cái dài. Mà nếu hết được là mừng nha. Hết. Dạ dạ. Mà bác sĩ này coi hay đó. Sợ bác sĩ mà coi không hết là mình mới sợ. Bởi vì hết được mừng đó. Bác sĩ hồi nãy là để cô thấy là y gan đó, tại vì lúc nhỏ là nó chậm phát triển. Dạ. Là nó để trong giấy nãy hen là chậm phát triển. Dạ. Nhưng mà bây giờ thì thần kinh nó bị thần khẩn cấp. Dạ. Bởi vì nó mới được ngồi khóm gài tháng mấy đó. Dạ. Chứ ấy giờ cũng nó cũng không phát triển được gì nhưng nít người ta. Dạ. Thì coi gì cô thấy cũng đúng. Có nghĩa là chậm phát triển mà khi một khi đã phát triển là phát triển lên khẩn cấp luôn. Khẩn cấp luôn đó. Ừ. Là nó vượt cái mức độ nó vượt mức độ đó. Nãy cô mới coi giấy chuyện á. Thành ra là chắc con nghĩ chắc cũng tháng 2 tháng hết rồi. Cái này mà nếu mà mình chị cũng kiên trì chắc cũng hết á. Dạ. Tại vì nó khẩn cấp là nó phát lên đột ngột quá. Dạ. Anh có uống thuốc gì không cô? Hôm gài không biết còn thuốc gì uống không. Dạ hết thuốc rồi hả? Thuốc là ở bệnh viện cấp cho hay là sao? Cấp cho mà bị phụ sinh về đó thì nó cho được có 2 ngày uống. Dạ, rồi cái vỏ thuốc còn không? Bỏ hết rồi. Dạ, phải mình lấy cái thuốc vỏ đó mình ra tìm thuốc tây mình mua. Nó ấy sẵn ra thôi. Ấy sẵn ra ha. Dạ. Nó viên ra, chị nó ấy viên ra chứ nó đâu có đưa vậy. Dạ, dạ. Vì bây giờ hả, cũng thôi giờ cũng mình cũng nhờ Mạnh Thường Quân đi. Trong nước ngoài nước đồ mà cho nó xin một số tiền để nó trị bệnh cho con nó đi chứ cô thấy cô cũng tội nghiệp. Yeah. Tại vì chiều nào cô cũng lội lội mà lội lội bữa nào cô lội tối quá giờ cô ngủ không được cô suy nghĩ hoài không biết làm sao mà cho nó hết. Yeah. Cho nên đó hả thôi bây giờ cô cũng nhờ bên Mạnh Thường Quân đi và trong nước ngoài nước cũng giúp đỡ cho cháu cho nó được hồi phục theo giống như mỗi người khác. Yeah. Thì đằng này em Út nó cũng mang ơn chứ giờ cũng thấy là khổ mà giờ đang khổ. Dạ. Nhà thì có hai mẹ con mà bán vé số ăn hàng ngày đó, rồi giờ hôm gài có gì đâu ăn. Thì nhờ cũng như là bên cưng với lại bên mà Út đó mà cho tiền hôm gài ăn đó, chứ tiền đâu mà ăn. Dạ. Nói chung là nó không có làm gì để có tiền để ăn hết trơn luôn á. Dạ. Thì có nhiêu thì ăn nhiêu gì đó chứ còn. Rồi nhờ xóm nghiện người cho này người cho kia thì cũng giúp đỡ góp gió làm bảo thôi chứ cũng tiền đâu có. Dạ. Cô con thấy thì cũng chỉ là một nhịp cầu nối thôi. Rồi con cứ quay chia sẻ lên thì cô chú anh chị Mạnh Thường Quân nào mà thấy thương gia đình thì gửi cho gia đình thì lúc đó con sẽ đem lại. Cũng giống như ngày hôm nay con cũng được tiền Mạnh Thường Quân gửi cho với gạo rồi đó thì ngày hôm nay con mới quay trở lại nữa. Còn không có con không quay. Nói thiệt. Cũng nhờ nhịp cầu nối cũng nhờ kinh đi chứ giờ theo là cô thì cũng như là có chút đỉnh gì thôi chứ cô cũng đâu có xin được nhiều ở đây đâu xóm mình. Thôi kệ cho anh tự nhiên đi, mình phải quay cái thực tế thì, tự nhiên của anh như thế nào. Giờ cũng nhờ con giúp đỡ đi. Sao vậy? Cái tay mừng chế rồi. Vỗ tay mừng chế rồi sao? Vỗ tay mừng cây, vỗ tay mừng chế làm sao? Vỗ tay mừng cây. Vỗ tay mừng chế cây. Dạ, mừng chế kìa. Tại, chứ chăng kìa. Mừng Phật rồi. Thì đây nè. Sao vô đó kìa. Mừng chế bên đó kìa. Có người tâm sự vui vui với ảnh rồi từ từ ảnh cũng đỡ nữa. Cái này cũng không để cho nó buồn được nữa nè. Dạ dạ. Thần kinh là không để cho buồn được. Mà không để cho giận được. Dạ. Đúng rồi. Anh ơi. Nói chuyện này chuyện như vậy nữa. Giờ nó cũng như đứa con nít mà nó mới phát triển biết thôi. Dạ, dạ. Chứ nó không có biết cái gì đâu. Mà mình thấy tội nghiệp cái là tội xích nghiệp. Cái giò đó. Hãy chi mà ảnh bị thần kinh mà ảnh đừng có quậy phá. Anh ngồi ngồi chỗ đừng có xích kiểu xích cái giò là được rồi. Sao không được chứ mà đừng xích thấy tội đừng quá. Đừng xích nữa. Người ta thương thương chỗ mà bị xích cái giò đó. Tao muốn ủng hộ là vậy đó. Nếu mà bây giờ bên Mạnh Thường Quân trong nước ngoài nước có giúp đỡ cho em được nó trị bệnh thì nó khỏe. Thì cũng mang ơn. Mạnh Thường Quân trong nước ngoài nước thì mình cũng mang ơn hết. Còn nếu bằng chị không hết thì cũng nhờ bên Mạnh Thường Quân giúp cho để số tiền để xây cái nhà để cho nó ở riêng cho nó gì đó cho thoải mái cái giò nó. Rồi tới giờ ăn mình cho ăn, tới giờ uống cho uống chứ con thấy người ta mà xiền cái giò này là bực bội dữ lắm nha. Dạ dạ. Bực bội dữ lắm, cô thấy bực xì bội. Xích giống như bị cầm giam thời xưa đó, thấy tội đó. Đó. Bực cực lắm. Bực cực dữ lắm. Đi không đi được mà nó cũng. Thì qua lúc tên em ấy. Ở tù.
Lúc đó chắc nó tỉnh lại hay gì đó ngàn, nó biết nói câu nói đó đó. Ở tù, ở tù là bị xiềng đó vậy đó. Dạ, dạ, anh tự nói ơn hả? Là nó ở tù, ở tù hả? Nó ở tù, ở tù. Dạ. Hay là nó ở tù là bị phạt, bị hành gì, nó ở tù nữa. Cũng như là cái người ta phước hoặc phước mày hoặc khi ơn trên hay sao đó. Nó nghĩ làm sao đó mà nó nói là hả, là cái mạng, cái số của nó làm sao đó là giờ bị xiềng xích là loại là ở tù đó. Nó nói chắc là mình nghĩ. Mà không biết sao mà nói vậy nữa. Thì ảnh sao đâu có, ảnh cứ gái 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 gái. Thế hồi làm gì hoài. Đẹp trai lắm nha, nếu ăn này là... Đúng rồi. Hớt tóc rồi cao gáo cạo gâu rồi là... Mắc cỡ rồi kìa. Dòm lên đó kìa, dòm lên coi cậu kìa. Đó đó. Nói vài tiếng là quay vô bàn thờ của Quyền à. Ừ. Không biết có mắc lời thề gì không đây nữa. Thề lời giấy gì không mà không biết mắc gì không mà bị phạt bị hành gì không mà ở tù ở tù đi không biết. Nó có biết giấy gì đâu. Có phạt, nào đó giờ nó đâu biết nói gì đâu. Mà bàn thờ của Quyền nó là cha ảnh hả, chứ đâu có ai đâu hả? Cha nó. Xin đi, xin cha. Cha chịu đốt nhang xuống hối. Cha còn mắc lâu chưa cô? Cầu an cho nó. Xin cha tha thứ tội cho con. Cha thứ tội cho con đó, cầu an cho con mà nó. Hai mấy năm, mắc lúc ảnh còn nhỏ xíu hả? Cầu an xin tội. Rồi mấy mẹ con nương tựa với nhau hoài vậy. Bán vé số, lúc trước ảnh làm gì lúc chưa anh chưa bệnh á? Có làm gì đâu. Ở nhà thờ thờ đi hoài ha. Tiền còn không biết xài nữa mà. Dạ. Nó dị hoài đó. Dạ. Mà điều nó đỡ một chút. Rồi giờ nó bị khẩn cấp thì nó nhiều hơn chút. Dạ dạ. Thì nó chưa bệnh thì nó cũng đi bán vé số mà nó không biết thừa tiền. Dạ. Ai mua vé số thì đọc với ví dụ vé 10.000 mua 3 vé. Dạ. Thì đưa nó đủ 3 vé giùm thôi. Giờ giờ ngoài xã hôm qua em đi mua đồ mấy á. À. Tại nó chạy tiền nghiệp nó không. Dạ. Chắc ta thấy video ta biết không? Nó chạy nó đưa 3 vé số là đưa tiền nó đưa cho con đủ tiền thôi chứ con không biết thừa tiền. Dạ. Cô lúc trước là thu nhập nhờ vào vé số rồi giờ thì hết thu nhập rồi ha. Giờ không biết làm gì giờ. Ở nhà chừng nó không đó. Dạ. Bởi vì không có tiền, có gạo đồ. Dạ. Ê kêu mẹ kìa. Ê. Kêu mẹ được đâu cô lại đi cô. Hỏi kêu làm gì đây. Kêu mất thôi kìa. Kêu mẹ. Bữa nay kêu mẹ nữa ta. Trời ơi kêu mẹ được luôn. Mô Phật à. Kêu mẹ được luôn. Trời hung luôn. Trời ơi kêu mẹ hung mẹ luôn. Trời ơi giống như trúng số luôn rồi. Nuôi nhỏ lớn hả? Mừng quá, mừng quá. Mừng quá. Giá trời giá thật cho Phật nó. Giá trời giống tỉnh lên cái. Tối ngày nay đêm nay qua đốt nhang công rồi, giái. Giái ông xã mình coi. Mới nói có mấy tiếng rồi kêu mẹ. Giái mày lại đâu. Kêu nó lại. Kêu nó xuống lại. Kêu mẹ cái lại hung luôn trời. Lại giái nè. Giái ông xã mình coi. Ê, bữa nay biết kêu mẹ là chạy kêu giật bệnh thôi. Kêu mẹ ngọt sớt luôn. Kêu mẹ hết hồn luôn. Kêu mẹ ngọt sớt mà lại hung nữa chứ. Sợ nắm đầu giống bữa trước chết rồi, sợ thấy nó nắm kéo vô. Cô hồi hộp. Nghe chăng ở cửa này sợ giặt cái đường đâu chạy kịp. Ê, bữa nay biết kêu mẹ đâu nữa. Kêu mẹ mà lại hung mẹ nữa chứ. Ngon lành rồi. Nhớ nghe chiều đốt nhang cái con giấy mô Phật cha độ cho con hết bệnh cho con mạnh giỏi. Dạ. Yeah. Lên cờ không dám lại gần hả con? Đang nút cờ bà lên cờ cái là cô bự cho tôi coi chỗ khác. Dạ dạ dạ. Tính bữa nay xuống quay cho cô lúc cơm ăn như thế nào mà xuống cái mưa nãy giờ đục mưa cả tiếng mấy hay tiếng một. Có cơm không? Có cơm không? Không, nếu mà ăn cơ đút cơm rồi thì đừng đút nữa. Tại vì mình phải quay cái thực tế ảnh đói bụng rồi ảnh ăn như thế nào thôi. Còn nếu mà mình đút lại thì thôi. Sao kêu mẹ nữa không anh ơi, kêu mẹ nữa ơi, kêu mẹ ơi. Kêu mẹ cái giật mình luôn à. Kêu mẹ giật mình thiệt chứ. Nào giờ chị mới nghe nó kêu lần đầu tiên đó nghe. Hồi đó giờ luôn cô ha. Hồi đó giờ là không có kêu đâu đó. Hồi trước giờ có kêu thường không cô? Ít nè. Hồi lúc còn tỉnh là không có kêu. Hồi tỉnh là cô nói chuyện với nó, cô với chị nó nói chuyện với nó còn trả lời. Dạ. Nó nín tình à, ai nói nó nín tình à, chứ nó không trả lời. Dạ.
này cũng ngộ ha, lúc bình tĩnh thì không kêu mẹ mà lúc bệnh mới kêu. Kêu mẹ cứu đó. Ráng kêu cứu mẹ mà kéo mẹ lên hung nữa. Đó, đồ coi chừng thấy nha, thấy người ta lại quay đây là biết cứu nha, kêu mẹ lại hung là thương mẹ cứu, kêu mẹ cứu nha, ráng cứu nha nha. Ừ, cũng dục con má hay vậy? Đốt nhang giấy nó, giá cha nó vừa độ cho nó. Dục con má hay vậy? Đốt nhang giấy cho nó quay vô, cho nó xá. Kêu nó theo quay vô. Chiều cưng quăng ra, ấy nó trời mà. Cưng không dám lại gần, cưng qua bên kia. Bưng dùng cái bao gạo bột gạo bên đó quay giùm em với chị. Bưng nổi không? Trời, con ngồi đi để bột gạo để cái ghế đó một con cái. Thôi để sát vô trong đi, để sát. Này để sát trong đây đi. Cười. Đó có quà mừng đó. Có quà mừng. Có quà nó mừng. Có quà. Cười. Nè đó. Người nào có ruột thì đợi tôi xong rồi hãy ruột nha không. Nè quay quá cậu nè, dòm ngay cậu kìa. Đây nè. Cảm ơn cậu kìa, cậu cầm tiền quá chừng ơi. Nắm tay cảm ơn cậu kìa. Nắm tay lại. Rồi kệ đi, cô không, cô ngồi dưới đây, cô ngồi dưới đây. À, dạ thưa cô chú chị, thưa quý mạnh thường quân trong và ngoài nước, thì hôm nay anh Tài tiếp tục trở lại gia đình của anh Tài. Anh Tài là người mà hiện giờ đang mang cái căn bệnh, mình nói chung là giống căn bệnh tâm thần của cô chú anh chị. Thì anh Tài nhận được quà của quý mạnh thường quân, đó là cô Bảy lấy thư Bình Dương gửi cho 10 kg gạo, đường, nước tương, bột ngọt, nước mắm, dầu ăn. Thì phần quà này 300.000, cô gửi thêm cho 1 triệu nữa. Thì trao phần quà cho cô với gửi cho cô 1 triệu ha. À, tiền này là lo cho ảnh mà thuốc men vậy ha cô. Dạ đây mình gửi cho 1 triệu. Rồi cô cứ cảm ơn cô Bảy ở Lấy Thư Bình Dương con là được ạ. Cảm ơn cô Bảy ở Bình Dương. Dạ. Dạ rồi cháu Tài cũng xin cảm ơn cô Bảy đã gửi tiền cho gia đình, cũng như gửi phần quà này cho gia đình. Cô Dân có lời nào nói không? Cô Dân. Thì bây giờ cô Bảy thì có lòng gửi cho cháu đi, thì đằng này tôi cũng cảm ơn cô Bảy. Dạ. Tại vì quá khổ rồi, cô Bảy giúp được bao nhiêu thì cũng thấy nó cũng nhiều đó. Dạ. Tại vì của ít mà lòng nhiều thì nhiêu đó cũng cảm ơn cô Bảy nhiều. Dạ. Với gửi với mạnh thường quân trong nước ngoài nước, tại vì em nó cô quanh này là chủ nhà này, tại vì ít tiếp xúc với người ngoài, tại vì nói chuyện thì cũng như là mắc cỡ đi, hay mắc cỡ. Dạ. Hay cười vậy thôi chứ không phải là con bệnh mà cười. Dạ, khóc. Dạ. Thấy mộ luôn chứ cười gì. Dạ. Mà tại đây mấy chị đồ lợi đó là xúm lại đây chiều thì xúm lại chơi thì nói chuyện để cỡ mở ra thôi chứ. Dạ. Cô quanh khổ lắm, cô quanh khóc hoài luôn. Dạ. Tại vì một mẹ một con mà khổ rồi, mưa gió này rồi cơm nước không có, gạo tiền không có, rồi con bệnh nó khổ nhiều dữ lắm. Dạ. Chứ không phải mà con bệnh mà cô quanh để cười đâu. Dạ. Tại vì chị em lợi là chia sẻ của anh gắn thôi. Dạ. Với gặp thằng quay phim giống như con hay chọc cười. Con quay phim hay chọc cười lắm của chú anh chị. Không có để cho gia đình buồn. Tại gia đình ta ốm đau bệnh tật mà mình lợi mình buồn nữa thì thấy người ta buồn dữ lắm. Cho nên là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ gì đó. Lại chọc cười không cười ghét muốn hết mình luôn vậy. Tại nói chuyện vui để cười vậy thôi. Dạ. Thôi vậy cô cháu mình xin tạm ngưng luôn ha. Dạ. Rồi vậy cảm ơn cô Bảy ở thành phố nha. Ở đây cảm ơn cô Bảy nhiều đó. Dạ. Các cô có ai muốn nói gì không? Cảm ơn cô Bảy. Cô Bảy giúp đỡ cho gia đình của mà anh Tài này là cũng rất cảm ơn cô Bảy nhiều. Dạ. Rồi giờ mấy cô cháu mình tạm ngưng ha. Rồi, dạ thưa cô chú anh chị, thưa quý mạnh thường quân trong và nước, thì video nãy giờ thời lượng cũng dài rồi. Chắc có lẽ anh Tài xin tạm ngưng nha. Chào cô chú chị, hẹn gặp lại video sau ạ. Rồi chào cô Bảy. Dạ. Cô Bảy ơi. Dạ.